nó giống giống như bệnh ngoái ngửa ấy. Cầu góc vuông với cầu góc cong có tác dụng khác nhau không anh? Có chứ bác năm, khác nhau đấy nhá. À, cái câu hỏi này thì em chia sẻ đam mê và truyền lửa tới nay là cả hơn một năm đấy, nhưng hôm nay có với có một người hỏi tới cái cầu góc đấy mà tới giờ em mới nhớ ra. Đây em sẽ ghi cái bình luận đây, có ông Nam Tun đấy, Nam Tun này ông hỏi là cầu góc vuông và cầu góc cong có tác dụng khác nhau không? Hoàn toàn khác nhau các bác nhé. Hôm nay có câu hỏi này em rất là hay, và hầu như là em live stream tới nay hơn một năm rồi, chưa có bác nào mà biết được cái nguyên tắc và cái tác dụng của cái cầu góc đấy. Hôm nay có bác Nam Tuân bác hỏi câu hỏi này, em sẽ chia sẻ thật là em chia sẻ với các bác. Bây giờ em sẽ hạn chế nói về những cái tật lỗi và nói về cái công trình dòng màu, em sẽ nói riêng về cái cầu góc. Nó có hai loại cầu góc, tức là cầu góc vuông và cầu góc bóng ngựa đấy, ở ngoài Bắc ấy là gọi là cầu bóng ngựa đấy, thấy chưa? Cầu góc vuông tức là cầu vuông góc và không có hình cong, ok chưa ạ? Còn cầu móng ngựa là ngoài Bắc mình gọi là cái cầu cong ấy. Đấy, thì hai cái cầu này nó đều có tác dụng khác nhau đấy, nhưng mà để hiệu quả ấy, cá nhân em đánh giá hiệu quả, nếu như các bác không hiểu và không có biết cái tác dụng của cái cầu góc thì nó sẽ không hiệu quả. Trừ trường hợp các bác có những con chim trong nhà, các bác đang sở hữu những con chim quá hay, quá tố chất thì nó vẫn ăn giả bình thường. Còn những con chim mà ở mức độ gọi là trung bình khá, hoặc những con chim mà có bản tính khó thì các bác hoàn toàn là những người thất bại khi mà các bác bố trí cầu góc. Tại vì sao? Tại vì cái cầu góc vuông ấy thì nó sẽ làm cho con chim nó thăng bằng, bởi vì nó không có độ vấp, và đặc biệt là nó dễ đấu hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ không chiếm nhiều diện tích ở trong cái lồng, để nó làm cho con chim nó sẽ thoải mái hơn đấy. Thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm là gì? Nó có một nhược điểm là lỡ không may, nếu như mà con chim ban đêm mà nó lỡ mà nó giật mình nó nhảy ấy, thì cái cầu góc đầu vuông ấy, góc vuông ấy là nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ có cái khuỷu đấy, nó rất là nguy hiểm và nó dễ làm cho con chim rụng lông hơn. Đó là nó có một nhược điểm đấy. Nhưng cái cầu móng ngựa thì nó có nhiều cái ưu điểm, nhưng bên cạnh đó nó lại có một cái nhược điểm đấy. Cái nhược điểm là gì? Nhược điểm mà các bác thất bại rất nhiều trên các đấu trường, thất bại rất nhiều trên các trận thi, đó là cái cầu móng ngựa nó quá cong, thấy chưa? Cái cầu móng ngựa nó quá cong đấy. Thế cho nên là cả các bác để ý là những cây lồng mà nếu như thợ làm một cái lồng cầu móng ngựa nó quá cong thì nó có một cái ưu điểm là gì? Tức là thứ nhất là nó không chiếm diện tích nhiều của cái diện tích trong lồng, không chiếm diện tích nhiều. Thứ hai nữa là cái cầu móng ngựa càng cong ấy thì các bác để cống càng dễ, thấy chưa? Để cống càng dễ, tức là cái cống cho chim ăn uống ấy càng dễ, nó không bị cấn nhiều đấy, nó không bị cấn nhiều, nhưng nó làm cho con chim trong quá trình thi đấu ấy, nó sẽ bị chới với và hay bị trượt chân, hay bị trượt chân, tại vì nó quá cong, đâm ra con chim khi nó nhảy ấy, là nó sẽ mất rất nhiều sức và con chim nó phải để ý. Thứ hai nữa là nó rất dễ bị trượt chân, cho nên các bác thấy để ý những con chim mà nó bu chụp nó quá nhiệt, mà các bác để cầu móng ngựa nó quá cong, nó rất dễ bị hay trượt chân, rớt xuống bố đấy. Đây là cái lỗi rất nhạy cảm và rất ít anh em biết đấy. Cho nên là để mà hiệu quả nhất thì các bác vẫn nên chơi cái cầu móng ngựa đấy, vẫn nên chơi cầu móng ngựa thì nó sẽ có nhiều điểm hơn. Nhưng các bác không nói thở ấy, đừng lên làm cong quá, không nên làm cong quá, làm cong bình thường thôi đấy. Tức là cái đầu từ tiếp xúc từ cái điểm mà găm vào nan ấy, thấy chưa, vào cái vanh ấy, tức là cong vừa, không nên cong, cong bên ngoài thôi, chỉ cái đoạn trong đấy đừng nên cong, cứ thẳng thẳng vừa vừa thôi là hiệu quả nhất mà nhá. Ok chưa ạ? Dí đuôi đớp gió có cách nào khắc phục không? Dạ không, bác phải chấm chỉnh. Những con chim này cũng là con chim lỡ lên đấy, rất là bạo chi, bác phải chấm kính nhé. Nhưng mà nó cũng là thuộc dạng những con chim tố chất. Thông thường đó là bệnh của con chim, nhưng mà nó lại nằm ở những con chim tố chất, đó là 100%. Bác phải chấm kính nhé. Tức là trong cái con chim đang đấu, nó đang đấu nó nhiệt chim nó quay nó dí đuôi, đang đấu nó nhiệt chim nó quay nó dí đuôi ngay.
chứ không phải là nó bỏ đấu đâu, nó đang đấu ấy, nó mà quay nó tức quá quay nó dí đuôi luôn bạn nhé. Chim cắn phá lông cánh với lông đuôi là bị sao vậy anh? À, bác Nguyễn Thanh. À, cái câu hỏi này cũng giống như hôm qua bác Đinh Rồng ấy, bác cái sân si đấy, bác đổ thừa cho cám đấy, bác Nguyễn Thanh nhá. Cái vấn đề này là cái này là cái tật lỗi của dòng dòng màu đấy, cái tật lỗi của dòng màu. Và đặc biệt nếu như con chim các bác này, cái cắn phá cánh và cái phá đuôi, đồng ý nó là một lỗi phá hoại thân thể, nhưng con chim vuốt đuôi ấy đó là bệnh đấy, còn con chim cắn cánh ấy đây là lỗi đấy bác Nguyễn Thanh nhá. Em phải phân tích rõ nè, con chim vuốt đuôi là bệnh đấy, có người gọi là lỗi đấy, nhưng mà đúng chuyên môn thì gọi đó gọi là bệnh đấy, nhưng đã là cắn cánh ấy thì đây mới là lỗi bác nhá. Những con chim mà cắn lông cánh thông thường đó là chú chim tơ mà lỡ lên đấy, cũng như cái bệnh vuốt đuôi nó là cũng thuộc dạng những chú chim có tuổi rừng non mà lỡ lên, nó đặc biệt nói thế. Những con chim già cũng có nhưng rất ít, thấy chưa. Thứ hai nữa là các bác nuôi nhốt con chim nó bị stress, chăm sóc không đúng nó bị stress, và đặc biệt là có chú chim này nó hung dữ, rất tố chất và hung dữ, và nó kích thích con chim và nó bực tức trong quá trình chăm sóc, nó bị lừa ảo, đâm ra nó vuốt đuôi và cắn cánh, đó là chuyện rất bình thường đấy. Thế thì những con chim mà nó bị vuốt đuôi thì các bác có thể chữa được, nhưng nó đã cắn cánh thì hầu như các bác không thể chữa được. Bác Nguyễn Thành nhá, em phải tích rõ hai lỗi này. Khi con chim nó đã đưa cái mỏ lên nó cắn lông cánh thì em đảm bảo với các bác đừng bao giờ mơ mộng các bác chữa trị được các bác ạ. Nếu như cắn đuôi, vuốt đuôi thì vẫn có thể chữa được đấy, tức là các bác đầu tiên các bác phải tắm rửa nó hàng ngày đấy. Điều đầu tiên là các bác phải tắm rửa hàng ngày. Thứ hai là không được trùm lồng nó, trùm áo lồng ở ban ngày. Các bác chỉ trùm nó ban đêm thôi, trước khi đi ngủ. Các bác thấy nhá. Đấy, cho nên là cách trị là không được trùm lồng nó và tắm rửa hàng ngày. Em làm rồi, căng chéo nó vẫn không sợ anh ạ. Đu dây luôn. Ui giời ơi, em cho bác một cái phương pháp chiêu cuối cùng nhá. Bác lại quay ngược để bác căng ngang cho em dưới ở dưới cái tang ấy. Thấy chưa? Bác căng ngang cho em. Sau đó gần dưới cái bác cứ để ý chỗ nào mà nó thường xuyên sụp bố ấy. Bác Phương Khánh nhá, bác làm thử đi. Có cái nào nó hơi mất thẩm mỹ gì. Bác để dưới ngay cái chỗ mà nó sụp bố ấy, bác lấy cái mà anh mà nhà mình hay chùi nồi ấy. Mà cái này là rất nhiều anh em thành công. Bác để chỗ nào nó hay chụp đó bác để ở đấy. Bác nhá, hết ngay. Đó là cái phương án cuối cùng cho những chú chim mà không sợ cước. Đấy, bác mừng anh nhá. Rất nhiều anh em thành công và đã từng đá xe đấy bác ạ. Ngọc My chim ở nhà sụp màu mà ra dàn lại chơi. Vâng, xin chúc mừng bác Ngọc My nhá. Chú chim quá hay, quá tố chất và đây là thuộc dạng ẩn tướng bác nhé. Vuốt đuôi em cắt lông đuôi nó có quên hết không anh? Dạ không bác Nguyễn Đăng Sơn ơi, cái này nó gọi là cái bệnh của bác, cái này gọi là bệnh mà đấy. Nhưng mà nó khi mà con chim nó hình thành về tật lỗi về bệnh trong con người của nó ấy, tức là nó không thể quên được, nếu như sau này nó có ra thì nó cũng sẽ bị lại đấy, không hết được.